không, thế là tôi ra chỗ nhưng mà một cái chắc chị không ngủ rồi, chị ngồi chị trông lái nào được không, không thích đi đi như tao trông rồi. Cười, ông đang ngủ cái đi thôi. À, thế là về thế đâu ngày ông Bình nhà này, ông anh trai nhà này ông về ông vào quán của tôi ông nói mua vụ chứ là à nói của tôi thế này là tôi lấy ông lại nhiều mình và cái đoạn thế này ông đi xong trông nó cao to ông lại dám ông vào thế là quả nó trẻ quá nó trông cái ông vừa cao vừa to vừa dài vừa mãi nó quá chạy đi lắm cái vụ buồn cười lắm. Mềm mà đẹp. Đi cũng như là bao hát cũng bao nên là mình học cả ảnh nó rất là vui. Ăn uống ngủ nghỉ xong nó thoải mái xong hát hòa téo táo. Đi đến đấy mình nằm tập trung. Trong năm mới một lần đi. Sao bạn là đi 2 ngày 1 đêm? Ăn mang đồ ăn. Đồ lễ từ hôm trước đến hôm sau lễ quần đúng thời gian. Cô ở đấy cũng đi à? Có. Thế cả lúc mùa ruột mẹ mũi bọn này nó chui vào chỗ đấy có màn thì bọn tớ có màn đó. Bọn này nó có vợ chồng thì nó chui vào xong này đến lúc quay về trận tình hay là tớ à hôm ấy mà bọn bà bằng hiện chứng của bà mẹ bọn bà chuyên này bọn bà thấy này gì nhà này cứ bộ bà ngay có kho hoàn mẹ ngủ đi không ngủ vui nhỉ đi vui ra còn đi vui cái ở đấy cái không khí của nó dễ chịu lắm đúng rồi nông bộ đi xa như thế này thì họ không may nó còn trục trặc nó mình không muốn đi thế xong rồi là lại thì không trông thế thôi cứ đi ra biển về khỏe không vấn đề gì bởi vì nó có cái mũi biển mê gió chỗ này đi các bà đi các cậu thì bầu tới kể cả là đứa cháu tới thật nó bị bắt không chân được không tốn nhãn về nhưng mà nghĩ cú cái là mình để là trông nhưng mà hôm nay bà đi du lịch thì gửi mà hôm cũng được cái sao mà bà trông thì coi như là cũng thích là coi như là vừa rồi bà đi viện xong rồi bà ra có đi chơi thì nó chào với cụ chứ nó cũng trông thế là gặp cái bà này gọi với cái mẹ này đi viện đi cũng thế làm sao rồi bệnh tật như nào phụ cho câu bộ. À người ta chẳng sao nhưng mà còn phải đi nghỉ ngơi cho nó thanh đẹp vẫn không hết bây giờ nó cũng xuống này năm nay ngày xưa năm hai để sau ngày xưa ở với ông tướng ở đây mẹ cái thằng cha nó muộn định mà bà này dại dây chuẩn bắn cam thế xong là bắt đầu là vợ chồng bái cũng đi buôn bái cả ông tướng thì là đi buôn xong bắt đầu là lấy xoài ở trong miền Nam về trước thì mình ở đây không bé bé đâu bây giờ xin được đứa con sắp học lớp 1 thì tháng 2 rồi con bé đâu chứ mà xin nhà. Nhưng mà cũng phải mất 3 triệu này cha về đến mấy tháng thôi tìm hiểu thằng cha cũng nhóc có cái gì suốt ngày cứ sợ nếu ấy thì nó lấy nó ở được mấy cái thằng Hồng Nam ở trên mãi kíp đỏ rùa hay mãi kíp kéo đôi cứ ăn nhớ trên đi xa lắm thế là nó cũ mà thế thì xong rồi nên ở một thời gian thế nào đầu đi về quá thì xong rồi nó lại đi cái này nó thu quy lại thì nó là vô cả tệ không nói được cái lần về cũng cho đây không cho cái tiếp quan về thế xong rồi bố này chứ chị thế em đẻ tiếp quan nó giống không thì những cái bố giống của mình nó giống nhau luôn thế bố là quan chắc là giống về bố nhiều thế cơ mà đẻ hơn sao bóng mua cửa khẩu Trung Quốc rồi thì đấy là cửa khẩu là nuôi lớn chứ là buôn bán ở ngoài mong cái đi thì thằng này làm xe ôm ở ngoài đấy thì xong rồi gặp nhau mãi thì chẳng biết nghĩa được cái con không bộ được cái con nhưng mà vẫn quá không lấy được chỉ lượng mang cho sao nghĩa là quá ngày đấy là nó mới thôi thì nó nghĩa là cũng có một đứa con đứa con gái cũng là nghĩa là còn người quan trọng cũng được nhưng mà mình cảm thấy nó không có cái nó còn bé nó không biết bố mẹ nó là ai mà nó cứ chỉ nghĩ mình là bố mẹ thôi đúng rồi nhưng ngày xưa cái bọn có cái thằng nó biến hết tao đi còn được
tao luôn bữa lạ còn nhà nào còn vui, thế là thôi tao không có lại một tháng luôn, thế là thôi chẳng nhận những cái này thằng cứ bộ dạy nào cũng thôi, thế là từ đấy đi nó không, nó không qua lại được mấy đứa gái đẹp lắm. Cô lại à? Tại cô cũng đẹp mà. Đi chuyến thứ tư nào đồ con bộ đẹp tưởng chết ở miền Nam mang về đấy, cái sau khi lần đấy là bị bực bằng quan luôn, là người trong mình là tất cả có đeo ba lô thì cái chỗ quan một vai đeo ba lô nhá, xong rồi tay bế một đứa con nặng, tay sách một đứa con nặng, vợ bíu vào nữa dắt từ miền Nam dắt về nhá. Không phải là ta không phải là ta kiên trì ai không một nền quan nó bây giờ nó vẫn cứ hâm mộ bố nó đấy, mà nó muốn hai ông bà sống với nhau, con gái với bố, ông bà sống ngoài con người, thật ghen đi, sống tình cảm thế.